Xin chào mừng toàn thể quý vị quan khách đang giám khảo. Văn hóa ẩm thực đồng bào ở dân tộc Mông Quảng Hải mang những nét đặc trưng của vùng đồng bào miền núi. Những ẩm thực của vùng đồng bào thì gắn liền với thiên nhiên như là rau răng, ốc ra răng, ốc đá, cá miên và những sản vật chủ yếu là ở trên núi rừng như là củ mì, gạo rẫy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị với mâm cơm của người đồng bào dân tộc Mông. Trên mâm cơm của chúng tôi hôm nay thì gồm có 8 loại. Đầu tiên đó là món bánh lá đót. Bánh lá đót và bánh ấm. Bánh lá đót tiếng con gọi là bánh tót, hoặc là bánh ấm thì gọi là lót. Bánh này đặc biệt là người đồng bào Co thường dùng trong dịp lễ cúng lễ hội này kia thì hay làm rất là nhiều loại bánh này, và loại bánh lá đót này gói bằng lá đót và gạo nếp trong rẫy, gạo to tròn màu trắng. Món tiếp theo đó là món cơm gạo rẫy nấu với củ mì. Gạo rẫy thì có màu đỏ thẫm và nó được nấu với củ mì, em rất là ngon ngọt bùi. Và đặc biệt là món cơm gạo rẫy này thường được người dân đồng bào Co ăn hàng ngày và ăn chấm với lại có thể ăn chấm với nước ớt hoặc mắm. Như hôm nay thì chúng tôi đem đến cho quý vị đó là ăn với mè đen. Mè cũng chính là nguyên liệu từ của người đồng bào Co tự trồng ở trên núi. Và món tiếp theo đó là món rau răng nấu với canh ốc đá. Đây là rau răng nấu với canh ốc đá. Rau răng thì cũng có từ tự nhiên mà thiên nhiên ban tặng cho người đồng bào dân tộc Co. Loại rau này là không cất trồng tự nhiên. Người đồng bào Co sẽ đi lên nương lên rẫy tự hái về và để nấu cùng với canh ốc đá. Cái mâm bữa này mình làm trong dịp lễ hội của người đồng lễ hội, ví dụ như là lễ hội đâm châu hoặc là lễ hội của người con cúng cúng lúa mới này, cúng giả bà. Cúng giả bà, cúng giả bà. Và trong đây thì có cả món cá niên. Đây là món cá niên của quê hương Quảng Hải của chúng tôi. Món cá này thì nó thường sống ở vùng nước sạch, đá thì sạch thì có hai mắt xương sống, đem đến cho mình một thịt cá rất là ngon. Và chúng ta có thể ăn nó, chúng ta có thể ăn chấm với muối xả. Và không chỉ nướng mà mình có thể nấu với ổ qua và rau răng. Mà ở đây thì chúng tôi nước thì nó sẽ có vị. Đó chính là món dim sum.